DTKC, 50 tuổi, nữ kế toán của Tòa án Nhân dân huyện Minh Hóa, người từng bị lộ clip mây mưa với ông Đinh Lâm Sướng. Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Minh Hóa tại trụ sở trong giờ làm việc vào khoảng 7 tháng trước vừa bị nhóm người đánh phải nhập viện. Ông Đinh Viễn Anh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, Quảng Bình, xác nhận với phóng viên rằng bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân DTKC, 50 tuổi, nữ kế toán của Tòa án Nhân dân huyện Minh Hóa. Bệnh nhân này nhập viện vào hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 4, trước đó với tình trạng nhiều vết phù nề trên người. Hiện sức khỏe của bà C đã ổn định và có thể xuất viện vào ngày 10 tháng 4. Khi được hỏi về nguyên nhân khiến bà C nhập viện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa cho biết bệnh nhân này chỉ nói là bị người khác đánh dẫn đến đa chấn thương. Theo nguồn tin ban đầu, tối 2 tháng 4, bà DTKC đã bị một nhóm người nghi là vợ con ông Đinh Lâm Sướng vây đánh tại khu vực trường bắn của huyện Minh Hóa, sau đó về nhà và thấy nghiêm trọng nên nữ kế toán Tòa án Nhân dân huyện Minh Hóa mới nhập viện để điều trị. Trước đó, cách đây khoảng 7 tháng, ông Đoàn Ngọc Lâm, bí thư huyện ủy Minh Hóa bất ngờ nhận được một USB chứa clip nóng ông Đinh Lâm Sướng, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Minh Hóa đang quan hệ tình dục với bà DTKC, nữ kế toán ngay tại trụ sở trong giờ hành chính. Cả ông Sướng và bà C thừa nhận hành vi của mình. Ông Sướng nói là do say rượu, không làm chủ được bản thân. Tuy nhiên, để có cơ sở xử lý, huyện ủy Minh Hóa vẫn gửi USB nói trên ra Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đề nghị giám định. Kết quả giám định cho thấy clip nói trên không bị cắt ghép chỉnh sửa. Bà C sau đó cũng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng. Còn ông Sướng ngoài việc cắt chức về mặt đảng và bị cắt chức mặt chính quyền đã được chuyển công tác về Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Được biết cả hai người này đã có gia đình riêng.